Trong phần luận tội, Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo trong vụ Alibaba, đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã lừa đảo khách hàng dựa trên bình phong là kinh doanh bất động sản để quy động vốn trái pháp luật. Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, mức án 30 năm tù cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện. Ngoài ra, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng cho 4.550 người bị hại. Viện hình sự đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm A khoản 4 điều 174, các điểm A G khoản 1 điều 52 bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát cũng bác lời khai và cam kết trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho khách hàng của bị cáo Luyện. Theo đó, cam kết này không có căn cứ thực hiện vì thực tế đã có rất nhiều bị hại khai báo đã tới hạn nhận tiền trước khi bị cáo Luyện bị khởi tố, nhưng công ty Alibaba vẫn không thanh toán. Về khai nhận tiền kinh doanh của công ty Alibaba do bị cáo Luyện tích lũy và vay mượn gia đình, theo viện kiểm sát, lời khai này của bị cáo là không có căn cứ, mâu thuẫn với hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo trong vụ án. Mặc dù tại tòa Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố bị cáo này là đúng người, đúng tội, không ăn sai. Còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ của Luyện, thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng kêu oan về tội rửa tiền. Nữ bị cáo khai mình rút số tiền ra khỏi tài khoản của công ty là để trả nợ và không thể nói ra tên chủ nợ, vì nếu khai ra tính mạng của mình và các con bị đe dọa. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, đại diện viện kiểm sát xác định lời khai của Mai không có căn cứ, cáo trạng truy tố người này là không oan sai. Đối với hành vi của 21 bị cáo còn lại, đại diện viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội, những người này phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho Luyện.